Trong 2 ngày tổ chức quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có gần 200.000 lượt đồng bào, đồng chí cả nước đến viếng Tổng Bí thư tại nhà tang lễ thành phố Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà Tổng Bí thư ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Lòng biết ơn sự kính trọng của người dân đối với Tổng Bí thư khiến cho dòng người xếp hàng hết đêm hôm trước tại nhà tang lễ thành phố Hà Nội lại tiếp tục kéo dài đến sáng hôm nay với ước nguyện được vào viếng Tổng Bí thư. Lặng lẽ xếp hàng theo dòng người chờ viếng, bà Thái An và gia đình có một tâm nguyện là được thờ phụng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ sự tri ân với vị lãnh đạo có công với đất nước và nhân dân. Con chưa có cơ hội được gặp bác. Hôm nay con làm tấm ảnh này, hôm qua con làm tấm ảnh này, hôm nay con dâng lên bàn thờ cờ bác. Nghe tin bác mất là con khóc từ hôm đấy đến bây giờ. Vô cùng thương tiếc, thương bác, không nói được, thương bác quá. Mong bác yên nghỉ hàn thu, phù hộ dân tộc Việt Nam thịnh vượng phát triển như lúc sinh đời bác một. Mong chào bác Trọng một lần, mong tiễn bác Trọng ngày cuối. Mong mỏi tha thiết ấy của biết bao cử tri, nhân dân khiến dòng người cứ dài mãi, bất chấp nắng nóng. Rất là đắn đo khi mà di chuyển rất là khó, nhưng mà tôi quyết định là sẽ không ngủ mà tiếp tục bắt xe đến đây để viếng bác lần cuối. Cho dù bác không còn ở trên thế giới này, nhưng mà về tư tưởng, về đạo đức của bác sẽ còn mãi. Anh Nguyễn Phương Quang đã dồn hết tình cảm của mình khi đan bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng mây tre. Sau 3 năm trân trọng cất giữ, hôm nay anh xúc động giơ cao bức tranh thay lời tiễn biệt người Tổng Bí thư của nhân dân về với đất mẹ. Không riêng gì mình tôi đâu, tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam đều tiếc thương, trân trọng cống hiến của bác. Tiếc thương cho mà bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất là quý và thương nhớ bác khi bác ra đi, cả trọn đời của bác cống hiến cho đảng, cho nhân dân chưa được có một ngày nghỉ hưu. Với hàng nghìn người dân đứng hai bên đường chờ chiếc linh xa, chờ linh cữu của Tổng Bí thư. Đây không chỉ như một nghĩa cử với một nhà lãnh đạo đất nước, mà còn như tiễn biệt một người rất mực thân yêu trong gia đình.